Chào các mẹ, và bây mình sẽ hướng dẫn các mẹ cách nấu bột ăn dặm của hồng hoa Vanike nhá. Các mẹ chuẩn bị nước này, sau đó cho bột vào trong nước nguội. Cái bột vào trong nước nguội. Sau đấy các mẹ khuấy đều cho bột tan hết ra. Chúng mình nhớ là khuấy bằng nước lạnh nhá, để cho bột khỏi bị có những cục. Đây dòng bột của hoa organic là dòng bột sống này chúng mình nấu có thể chế biến thành một loại bột ngọt cho các con thì thích nhá. Bao bì rồi. Sau khi mà bột tan hết rồi thì các mẹ cho lên bếp và bật bếp. Chúng ta sẽ đun cho bột chín khoảng tầm sau khi sôi cùng lúc nào nước sôi chắc khoảng tầm 5-7 phút thôi các mẹ. Khi mà chúng ta sẽ khoáng đều để cho bột không bị quáng ở dưới. Khi mà bột gần chín thì các mẹ sẽ cho thêm rau và thịt vào nhé, tùy theo khẩu vị của các con mà chúng ta có thể thay đổi hàng ngày cho bữa ăn của con đa dạng. Khoáng cho nó sôi lên ạ. Khi mà bột sôi và gần chín thì chúng ta sẽ cho tiếp thức ăn vào. Các mẹ đừng nghĩ rằng là chúng ta nên bỏ trước một chút thời gian ý để có một cái bữa ăn thật là đảm bảo và dinh dưỡng cho các con nhé. Bây giờ thì mình thấy rất nhiều mẹ là mua cháo dinh dưỡng cho con ăn ấy, nhưng mà thực sự thì về cái chất lượng có đảm bảo hay không thì bây giờ vấn đề an toàn thực phẩm đang là một vấn đề rất là nhiều và mối lo đấy ạ. Sau khi khoáng thì bột đã bắt đầu sệt lên rồi, cái bột đã sôi nhá cả nhà nhá, thì chúng mình sẽ hạ thật là lửa nhỏ để cho bột chín đều. Sau khi bột đã sôi và sệt lại như thế này thì mình sẽ cho thêm rau và thức ăn vào. Mình đã xay sẵn thịt bò và đậu nhá. Mình sẽ cho vào. Rồi cho nó đều lên. Rồi chờ cho bột chín, vậy là mình đã có một bữa ăn rất là ngon cho con rồi. Thật là đơn giản, thật là nhanh phải không các mẹ? Và giờ thì chỉ cần chờ cho sôi trở lại một lúc, sau đó chúng ta sẽ cho thêm dầu ăn vào cho các con để là có một bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng cho con rồi. Rất là nhanh, đơn giản, tiện lợi và rất tốt cho con.